Kính thưa quý vị, và thí sinh tiếp theo sẽ đến với đêm thi của chúng ta hôm nay là một anh chàng đẹp trai, lãng tử và có rất nhiều tài lẻ mà anh ấy đã từng thể hiện trong chương trình. Chúng ta cùng chào đón nam ca sĩ Mai Quốc Việt. Tuần này thì tôi cho rằng đây là một cái tiết mục nếu nói là khó với Việt thì cũng không hẳn là khó, nếu nói là dễ thì cũng không hẳn là dễ. Dạ, khi hóa thân thành Đức Tuấn hát opera trong một cái vở nhạc kịch kinh điển thế giới Bóng Ma Nhà Hát. Dạ, opera thì thể loại này em cũng đã từng hát trong chương trình rồi. Nhưng mà thực ra thì hát kiểu hát của danh ca Pavarotti thì nó sẽ khác. Anh Đức Tuấn thì trẻ trung hơn, nó là bán cổ điển mà. Nên là mình cũng phải để ý về cách hát của ảnh, phong thái của ảnh. Bởi vì đây là một cái tiết mục nhạc kịch, đúng không? Thành ra ngoài cái chuyện là hát cho giống cho hay ra, phải có cái phần diễn xuất trong đó nữa. Cái tiết mục nó cũng hơi ma mị. Chúng ta cùng vào phòng tập để xem Mai Quốc Việt hoàn thành cái thử thách này như thế nào. Miệng Đức Tuấn nói gì à? Oh shit. Nói vậy nó cứng. Ngon Tuấn. Sing once again with me. How can you end my power over you? Stronger yet. Chưa có, nhiều lên. And though you talk for me to glance behind the phantom of the horizon. Đây là cái đoạn lần đầu tiên em gặp Christine, là một cô ca sĩ chánh của cái nhà hát này, đúng không? Xong em giống như là thôi miên cổ đó, để em dẫn cổ lần đầu tiên xuống cái hạt mộ. Em có thôi miên luôn. Em thôi miên được phải không? Em biết, em mới học mà. Rồi thử đi, thôi miên anh đi. Nào, anh nhìn vào mắt ta. Đã đang nhìn. Thấy, đã sẽ à. Dùng ma thuật của ta sẽ đưa nàng lên. Từ từ nào, lên. Sợ chưa? Nàng thấy ta giỏi không? Không. Tại sao? Nhìn kìa. Mới xem qua không để ý thì là cứ tưởng là Mai Quốc Việt có tài thôi miên thiệt. Ai nói ý đồ của em à. Chúng ta cùng xem lại tiết mục mà Bóng Ma trong nhà hát của ca sĩ Đức Tuấn. Chưa chi mà tôi bị nhát ma rồi đó. Mời quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng hòa mình trong không gian của một nhà hát đã xưa lắm rồi. Nơi đó có nơi đó có một bóng ma khi ẩn khi hiện, và câu chuyện bóng ma trong nhà hát Phantom of the Opera sẽ được gửi đến chúng ta ngay sau đây với phần trình diễn của Mai Quốc Việt khi hóa thân thành ca sĩ Đức Tuấn. To glance behind.
black in fear. I am the mask you wear. Is neither here. Your spirit and my voice in one combined. The bottom of the opera is there inside my mind. In all your fantasies, always knew that man and mystery were part in you, and in this library when I is blind, the bottom of the opera is there inside my một tiết mục thật tuyệt vời. Mai Quốc Việt và nữ ca sĩ Ngọc Tuyền. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên opera kết hợp với ảo thuật, thưa quý vị. Thưa chị Ngọc Tuyền, được biết chị cũng là ca sĩ đã hát trong tiết mục này của ca sĩ Đức Tuấn, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay khi chị cũng trình diễn lại cái bài diễn của mình, thì không biết rằng cái cảm xúc của chị như thế nào ạ? Tuyền diễn với Đức Tuấn cái bài này rất là nhiều lần rồi. Và có một lần diễn thì Đức Tuấn cũng làm ảo thuật. Lần này cảm giác rất là hồi hộp, có phần hơi lo lắng cho quý vị một tí xíu. Dạ, nhưng mà vừa rồi thật ra thấy hai chị em đã kết hợp với nhau rất là nhuần nhuyễn, không chỉ là trong phần diễn xuất đâu mà ngay cả trong giọng hát nữa, đã đẩy cái cảm xúc của người xem lên rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn chị Ngọc Tuyền đã đến với chương trình và hỗ trợ cho Mai Quốc Việt. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chúc em thật ngon. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay thì các bạn thấy thêm là một Mai Quốc Việt có tài làm ảo thuật nữa, đúng không ạ? Một tràng vỗ tay thật to dành cho Mai Quốc Việt. Xin mời anh Hoài Linh. Mình thấy là Mai Quốc Việt trình diễn khá là tốt. Có nhiều cái điều nó lạ hơn với cái phiên bản gốc. Em chú tâm về cái phần diễn nhiều hơn. Giá như em mà sử dụng cái hơi em nó gằn hơn một chút xíu nữa thì phần hóa thân của em thành Đức Tuấn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Dạ. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin mời chị Mỹ Linh. Tôi nghe thử coi tôi nhận xét đúng hay sai. Tức là nói thật là có thể là vì giọng em trầm và cái giọng của anh Tuấn thì lại khá là cao, thế nên là cái nó không phù hợp với giọng của em. Nếu mà hỏi rằng hôm nay tiết mục này có hay không thì tất cả quý vị khán giả nói là rất hay, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà hỏi là có giống anh Đức Tuấn không thì chị cũng rất là khó nói, bởi vì cũng không giống lắm. Hôm nay em là làm được, có nghĩa là cân đối giữa cái việc diễn và việc hát. Nhưng nếu như em chú trọng vào cái việc hát hơn một chút nữa thì có lẽ là em đã lột tả được nhân vật Đức Tuấn chuẩn hơn. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Và chúng ta cùng lắng nghe lời nhận xét của giám khảo Đức Huy. Đây là một tiết mục có nhiều cái yếu tố giải trí. Bạn hát, bạn cũng cố gắng. Bạn diễn cũng cố gắng. Và bạn đã sáng tạo trong cái màn ảo thuật này. Tuy nhiên có thể là nó hơi lố tay, cái món ăn nó hơi mặn tí xíu. Nhưng mà nói chung thì ăn ngon.
Xin cảm ơn bạn. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Đức Huy. Bởi vì từ đầu chương trình đến giờ em thì mọi người đánh giá là em là khá nghiêm túc, em không có tính giải trí nhiều. Thế nên là trong các số gần đây thì em muốn đem cái sự khác lạ đến cho khán giả. Em nói như vậy là sai. Em có cái tính giải trí cực kỳ, bởi vì không ai giả gái ngộ bằng em. Thiệt, cái mà em giống đã đành. Mà cái ngộ nghĩnh của em khi em giả gái, những cái lóng ngóng của em, cái đó khán giả lại thích. Thích cái sự lóng ngóng của Mai Quốc Việt. Trời ơi, em sợ lắm anh. Đó, cái đó cũng là cái yếu tố giải trí. Miễn sao họ nhìn em rất nghiêm túc mà khán giả cười được, đó là giải trí rồi. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của các thành viên trong ban giám khảo. Nếu như quý vị khán giả cảm thấy thật sự vui, thật sự thú vị với tiết mục này của Mai Quốc Việt thì hãy nhắn tin bình chọn cho anh ấy với mã số là 05 gửi về 6370 quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn anh Linh, chị Linh thì cũng hiểu.